Sử dụng tốt cho phòng từ 20 cho tới 35 mét vuông. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nhà có ổ áp cứ lấy điện 100V ra sử dụng, hoặc có thể mua kèm cục đổi nguồn bên em. Giá bán cục đổi nguồn là 200.000. Mình có thể sử dụng cho dàn mini, dàn trung hoặc dàn đại đều ok trên cục đổi nguồn này. Bên em có bán đĩa CD, có bán đĩa MD nhận chép nhạc theo cầu. Các đưa danh sách bài hát, tên bài hát hoặc thể loại nhạc hoặc là tên ca sĩ vào Zalo, em sẽ chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa MD cũng như CD. Thì mình cũng biết rồi, MD là đĩa của Nhật, có tuổi thọ rất bền, lên tới vài chục năm. Mình xóa và chép nhạc thoải mái cho đĩa này, đĩa MD nó nhỏ xíu như vậy. Mình ở đây có mũi tên thì mình cứ đưa nguyên đĩa vào như vậy nha. Mặt vàng là khoai nhôm thiết kế theo kiểu xuất châu Âu nên rất là sang trọng. Do thiết kế xuất đi châu Âu nên không có thiết kế optical trên máy. Nhưng bù lại, trên âm ly này có thiết kế ngõ USB sao cạc. Mình có thể kết nối với PC nhận dạng là sao cạc rời để nghe nhạc lót nét. Đây là ngõ USB. Trên này là ngõ AV hay còn gọi là bông sen. Mình có rất là nhiều ngõ in-out, kết nối điện thoại, TV, máy tính qua ngõ này và nhiều thiết bị ngoại vi khác. FM là 108 bắc full Đài Việt Nam, cắm anten vào đây để nghe radio. Trạm trên lo, trạm trên âm ly là giắc bắp chuối, cực kỳ chuyên nghiệp cho tín hiệu chuẩn nha. Điện đông MX33, công suất âm ly là 55W và lo là 50W một thùng, 100W trên cặp lo. Đây là hàng đấu giá mạng, ngoại hình 90-95% nha. Rất đẹp. Ngoài bán đĩa CD mà đi chất theo cầu, đổi nguồn, thì em có bán thêm remote học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Bên em có hai hình thức thanh toán. Một là mình chuyển cọc cho em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship chu điện. Bên em bán hàng không bao ship nha. Còn cách thứ hai là mình chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình cái remote học, tức là cái khiển học, chỉnh full chức năng trên dàn. Không lấy khiển học thì em sẽ tặng gắn Bluetooth miễn phí vào trong âm ly cho mình. Các anh nào muốn trải nghiệm gắn chức năng Bluetooth thì chuyển đủ để em tặng gắn cho mình. Còn không thì có thể chuyển cặp để em gắn tính thêm phí. Bluetooth gắn trong và gắn ngoài là chất lượng hoàn toàn khác nhau. Khi gắn trong thì nó không cần dây nhựa rườm rà,
có thêm bộ lọc âm thanh nên chất lượng rất là hay, chuẩn và bắt sóng rất là xa trong diện tích phòng 50m2, Bluetooth bắt sóng rất tốt nha. Chỉ cần bật điện thoại, laptop hay máy tính bảng, mình có thể phát những bài hát yêu thích mà không cần dây nhợ rườm rà. Nãy giờ mình nghe nhạc qua MD thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng kết nối điện thoại, nhạc sôi động cho mình tham khảo. Khi nghe điện thoại thì ở đây nó có chữ like về out nha. À, bây giờ mình cùng lớn volume. Mình lớn volume trên điện thoại. Anh nghĩ em chắc cánh sao thoát những tháng ở đâu đổ. Chẳng biết em đang ở đâu với ai, làm gì từ nay đến mai. Mà trong cuộc gọi nhớ của em ăn lợi như là bác cài. Chẳng ngừng yêu anh thôi mà. Anh nghĩ đời em sẽ tiêu hoạt anh vẫn trong thật yêu kiểu. Chọn cho mình em một chiếc vé xinh, vì em đã thương nghĩ suy. Để anh về những quân cũ của anh với cô ta. Thôi tránh xa xa giúp em nhà. Please don't disturb me. Tôi đang tránh xa em khi đừng có níu kéo thêm chi. Anh cứ bước đi đi. Please don't disturb me. Vì sao những tâm sao gì và đó chỉ những nghĩ suy. Vì chẳng muốn giữ lại chi để anh don't disturb me. Tôi sẽ tránh xa em khi đừng có níu kéo thêm chi. Anh cứ bước đi đi. Please don't disturb me. Vì sao những tâm sao gì và đó chỉ những nghĩ suy. Chẳng muốn giữ lại chi để vậy là kết nối điện thoại gửi đĩa MD em đã test cho mình hoạt động ok. Bây giờ em test thêm chức năng cuối cùng là chức năng CD và em xin kết thúc clip luôn nha. Mua hàng cứ liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Đây cũng là số Zalo bên cửa hàng em, cứ vào Zalo em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ship hàng toàn quốc qua bưu điện, ship code thì cọc trước 1 triệu, chuyển đủ được tặng gắn mạch Bluetooth vào âm ly hoặc tặng khiển học. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test qua CD. Vàng đâu đây? Nhớ hôm nào hẹn ước dưới trăng đầy, trong khóe mắt long lanh anh khẽ bảo sầu mà chi lúc non sông cần trái hồng, buồn mà chi em mãi anh về trong nắng em.